Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với tiệm cá cảnh Phương Nhi. Thì hôm nay cửa hàng của em nhập thêm một số phụ kiện, Nhi sẽ làm clip giới thiệu cho các bạn gần xa xem và các bạn nào cần thì đến cửa hàng Nhi ủng hộ giùm Nhi nha. Đầu tiên là Nhi sẽ có nhập một số mẫu bông dạ mới xanh đỏ tím vàng, đầy đủ màu sắc nha. Còn giá tiền thì khoảng từ dao động từ 10 đến 20k cho một kiện nhé cả nhà. Đối với những cái mẫu bông giả này, chúng ta có thể dùng để trang trí cho những hồ nhỏ nhỏ xinh để dễ vệ sinh cho các bạn không có thời gian để chăm sóc. Thì những cái cây bông giả này rất là tiện luôn nha. Nhi nhập về rất là nhiều mẫu mã màu sắc. Kèm theo những kích thước lớn nhỏ đầy đủ để cho các bạn tiện việc là lựa chọn để trang trí cho mình một cái hồ cá thật là đẹp nha. Trên tay Nhi bây giờ đó chính là thuốc trị nấm dành cho cá, đây là cái đặc trị luôn nha cả nhà. Thuốc rất là tốt, hàng VIP nha. Đó. Sử dụng rất là ok. Còn đây chính là thuốc diệt riêu tảo đây. Cái loại này rất là dễ sử dụng luôn. Khách hàng của Nhi rất là chuộng mẫu này. Và loại này Nhi nhập cũng khá là nhiều so với các loại khác. Đây, cái này xài rất là ok nhé cả nhà. Ở đâu còn lòi ra được một bịch nữa nè. Màu tím mụn mơ lá cọ. Hàng về là công việc của em là đi lục lọi moi móc vậy thôi. Tiếp theo nữa đó chính là những cái mẫu đèn sưởi mới, thì ở bên đại lý mỗi lần có những mẫu mới thì sẽ cập nhật về cho Nhi để Nhi nhận hàng về và trang trí mẫu cũng như bán thử ra thị trường nha. Đó, cái mẫu này nhìn chắc cũng thấy thấy cưng lắm, đâu lòi gan bịch nữa. Những cái mẫu cây này thì Nhi cũng đã thử qua, vô hồ rất là đẹp nha. Đây, về thêm màu xanh hồng nhạt đó. Ngồi cạnh mấy cái bông giả, mặc thêm cái áo màu tím nữa. Nhìn cũng tiệp màu ghê luôn. Giá nhỏ này rất là tiện và dễ, chủ yếu là các bạn học sinh rất là thích. Nhỏ rẻ. Thì với cái mẫu đèn sưởi thì em nhập cũng khá là nhiều nha cả nhà. Và bắt đầu đang vô mùa mưa nè. Hôm nay mưa suốt ngày luôn. Úi, anh shipper giao hay ghê luôn á. Đậu nơi, mịn nơi. Ghê thiệt. Thì máy bơm ở cửa hàng em cũng rất là được cả nhà ưa chuộng nha. Máy bơm này là máy bơm lọc. Đủ size kích cỡ từ lớn tới nhỏ, từ lớn nhất đến nhỏ nhất là em có đủ luôn nha. Đó. Mỗi lần hàng về là một mình em bài banh chành cái tiệm ra vậy đó mới đủ em bài chứ thôi đâu đủ cái chỗ cho em bài đâu. Về tới nhà là lột đồ ra tụi lưỡi cho con người ta vậy đó. Có thuốc chuyên trị cho cá rồng nữa nhé cả nhà. Hửi hửi đồ nghe có hơi mùi tiền nực nồng luôn á. Rồi, và bây giờ thu dọn để chúng ta đi vào nội dung chi tiết nha. Giả về nhiều lắm cả nhà. Có cây màu xanh nè, xanh lá non nè, đó, lá tua tua nhuyễn nhuyễn ra dễ thương. Đó. Đây, đây có cây là năm gồm năm nhánh, màu xanh đuôi hồng, rất là đẹp luôn nhìn nghe. Bữa nay về bông giả, cây giả rất là đẹp, đầy đủ màu sắc luôn cả nhà ơi. Tiếp đến là cây nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng nè. Đó. Nè. Nhỏ nha, về trang trí cũng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là cái lá này chắc giống lá cọ quá. Đây hình lá cọ như cả nhà. Tím xanh. Đó, chưa. Đây là còn có cọ bốn lá nữa nè. Đó. Nhỏ nhỏ xanh. Thì thường trang trí màu thì màu xanh rất là đẹp nhưng ở nhà tôi mẹ
Còn đây, đây là xích hồng. Đây, dạo này còn thấy cưng hơn nữa nè. Đó, thấy chưa, quá trời đẹp luôn. Về mẫu đẹp luôn như cả nhà. Giá rất là học sinh luôn nghe. Quệ lượm vô. Mọi người có thấy chưa? Thấy em rảnh rồi thôi, em chắp hình tới tim luôn á. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Đầu tiên là cái cây này đi. Đó, cả nhà thấy chưa? Rất là đẹp luôn phải không? Xanh nè. Đó. Tiếp tới là cái này đi ha. Đó, cả nhà thấy chưa? Đây là trang trí trong hồ rất đẹp luôn nha. Nhanh tay nha mọi người nghe. Đó. Thấy không? Cái này em lên điện thoại thấy vậy chứ mà mọi người lên hồ cũng là y chang vậy luôn nghe. Tiếp nữa nè. Đây bé bé xinh xinh, màu rất là dễ thương luôn. Đó. Không gì sánh bằng, không gì đẹp bằng. Tiếp nè. Đó, cỏ bông lá nha cả nhà. Nhỏ nhỏ xinh xinh, trang trí mọi cái những thứ cho hồ mình là nó sẽ lung linh. Đẹp nhất nách con vừa chét luôn. Đây. Đó. Nhỏ nhỏ tiện này mọi người. Đó, thấy chưa? Cái này nãy quay rồi thì gì à, để đi kiếm còn cái nào chưa quay không, hình như hết rồi đó mọi người, để mọi người xem lại nha. Nhìn rất là đẹp luôn phải không, linh lung linh đầy màu sắc luôn, xanh đỏ tím vàng hồng phấn. Ngoài việc Nhi nhặt bông giả ra thì Nhi còn nhặt thêm là đèn sưởi nha cả nhà. Thì bữa nay Nhi sẽ quay chi tiết cái đèn sưởi cho cả nhà xem nha. Đây. Đầu tiên, đây là cây đèn sưởi cây Hunter. Đọc nó ra là Hunter. Đây là cái vỏ của nó nha cả nhà. Đây là cái loại trung ở đầu tiểu học đây. Với cái mẫu mã của nó là không có vỏ bọc nha, thì nó nhìn cũng khá là đơn giản nhé cả nhà. Đó, chỉ có cái đầu chống va chạm và cái vặn nhiệt độ thôi. Đó, đây cái loại là cái loại tiểu học. Sao còn vẫn có hai cục khích chưa nè. Tiếp theo cái loại này là cái loại Sebo. Đây, mẫu mã nha. Mẫu mã đây là Sebo nè. Cũng tầm giá tiểu học luôn. Nhưng mà mẫu mã này khác với cái Hunter nãy nha cả nhà. Này thì nó màu đỏ nè. Có nút dặn nhiệt độ màu xanh. Nhìn dễ thương hơn. Vẫn có hai cái nút vẫn có hai cái cục thích nhé, có hai cục thích này, có gì thì mình gắn vô cho nó thích. Cái này thì các bạn có thể gắn một cái thích hoặc là gắn hai cái thì tùy vẫn được luôn nghe. Đó, tiếp theo nữa là Hunter. Thì với cây đèn sưởi này thì cái loại tốt là nó có Aqua Hunter này là loại 200W, thì nó có luôn cái vỏ trắng ở
phía ngoài tránh cho cá va chạm không bị bể nhé. Nhưng mà cái này nhìn rất là chắc luôn và an toàn nhé cả nhà. Đây, thì theo kinh tế và giá thành của kinh tế của cả nhà thì muốn đầu tư cho mình cây nào thì lấy loại những mẫu mã đó nha. Đây, rất là xịn sò luôn thấy không, rất là đẹp ha. Đó, tiếp theo cái loại này cái loại này thì ghi đó là cái loại tốt đầu tiên và đây là cái loại tốt thứ hai, nhưng mà tại vì cái này thì Nhi không có, Nhi không có đọc được cái chữ tiếng Anh của nó, hay để cho mọi người có hình đi hen. Và đây đây cái loại này, cái loại này hình như là 300 W. Đấy, đúng rồi, cái cây đèn sưởi này nó là 300 W thì nó size của nó là ngắn hơn cái 200 W vừa rồi, thì nó rất là nhìn nó cục cục nhỏ hương, rất là dễ thương luôn, có nút chỉnh nút vặn rồi đó là ok nha các nhà. Đó, chỉnh dặn nhiệt độ có luôn. Đây, vỏ bọc rất là chắc chắn luôn, nhìn rất là lịch sự ha. Tiếp đến nữa là cái loại tốt thứ ba. Cái loại này thì nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Loại này là tên là Sebo. Đây, mẫu mã là Sebo nha. Và cái loại này là 300 W, nhưng mà mẫu mã nhìn là dễ thương cực kỳ luôn. Có hai mắt nè, hai mắt màu cam. Cái nút chỉnh màu xanh nha, vẫn có vỏ bọc đàng hoàng luôn, dành cục đòn rất là dễ thương luôn nè. Đó rồi, thì đối với những cái cây đèn sưởi này các bạn sử dụng vào mùa mưa nha, sử dụng vào mùa mưa cho những bạn nuôi trên hồ kính, để cho tránh tình trạng là mưa xuyên suốt trên hồ kính thì nhiệt độ rất là lạnh đó cả nhà. Và thường những chú cá mình thì không chịu được nhiệt độ quá lạnh nha, nên cả nhà nhớ để ý và đầu tư cho mình một cái máy sưởi. Đây, một cái đèn sưởi chứ nhầm, 10 lít không có lít nào mèo không nhầm được câu tự hết cả nhà. Thì nó sẽ làm giúp cho cá mình sẽ ổn định hơn nha cả nhà. Mùa mưa cả nhà nhớ để ý đến sưởi nha. Dù ít dù nhiều gì, nếu mà đã chơi cá thì cũng phải đầu tư cho hồ cá của mình nha cả nhà, để cho cá mình luôn được khỏe mạnh nhé. Đây còn một cái nữa, đó là đèn UV. Đây thì Nhi cũng có cửa hàng, Nhi cũng có một cái loại đèn, đó là đèn UV, dùng để diệt rêu tảo hại. Thì cái này dùng để cho các bạn sử dụng cho những cái hồ mình ở ngoài trời, nhiệt độ nắng mà chiếu vào hồ sẽ tạo nên là rong rêu xanh tảo bám vào hồ. Thì cái này nó sẽ giúp cho mình diệt được những cái đó. Còn Nhi thì Nhi không có xài cái này, tại vì Nhi trong nhà không à, Nhi không có xài này được, dành cho các bạn nuôi cá ngoài trời nha, có đèn UV luôn nha. Còn cái chút xíu nữa Nhi sẽ quay cho cả nhà xem, đó là máy tạo khói. Cái này thì nhìn nó rất là vui vẻ và kiểu như là nó có một cái sự mới mẻ cho hồ cá của mình, để cho các bạn biết và đầu tư thiên nhiên. Và đó, những ai mà quan tâm kênh của Nhi thì nhiều một cái, những ít hay nhiều Nhi vẫn chia sẻ cho mọi người cả nhà, để các nhà biết thêm nha. Và đây là cái khúc mà Nhi test thử máy tạo khói. Đây là mẫu mới nha cả nhà, dành cho hồ non bộ. Đó, nhìn mây mờ văng lối thiệt luôn. Đó, khói bay nghi ngút luôn, mấy con cá nó không biết chuyện gì đang xảy ra với nó luôn, nhìn rất là cưng ha. Thì các bạn nào mà muốn chơi hay là muốn đầu tư cho cái hồ mình mới lạ thêm thì các bạn có thể sử dụng máy tàu khói nhé. Đây, và đây là cái dàn kệ siêu
siêu nhỏ nhưng khổng lồ của em đây. Đó, bài trí rất là đầy đủ, rất là thích, đầy đủ màu sắc nha. Và bây giờ Như xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Cả nhà xem clip thấy thích nhớ cho Như xin một cái kênh đăng ký và một like nhé cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video sau nha. Bye bye.